Tarang He. Tarang He. Tarang He. Đấy, con gặp Lan á là con nói Tarang He. Trời ơi Mẫn, con ở trong trường học tiếng Việt mà giải tiếng Hàn không, rồi vô chỗ nó nói tiếng Hàn với cô giáo hả? Ui dồi ôi, bây giờ là hiện đại là phải học tiếng Hàn Quốc chứ. Sau này còn đi qua Hàn Quốc thì còn lấy các oppa cái gì đấy. Sao răng nghe răng đậu gì mệt quá à nè. Học đi, uống miếng sữa rồi đi học nha con, để trễ giờ. Ồ, cái này là sữa hả mẹ? Chứ cái gì em lại nước gạo. Ừ, giống nước gạo ghê luôn á. Tưởng nhà mình hết sữa pha nước gạo cho cô uống. Sữa đó, nhưng mà tại vì mẹ pha từ hồi 4 giờ sáng bây giờ nó bị xỉn màu á. Xỉn hả mẹ? Ủa Tiến? Dạ. Nói nghe nè, tối hôm qua con định qua phòng mẹ gõ cửa hỏi mẹ gì vậy? Mẹ hôm qua con ở cửa xin mẹ tiền mua hộp bút mới. Mua gì? Mua hộp bút mới. Mẹ mới mua cho con hộp bút, mua cái lọ đựng bút mới rồi đâu? Hộp bút mới con cho bạn gái rồi. Bạn gái hả? Dạ, bạn gái mới đó. Mới đi lớn đem đồ mà cho gái hả? Đúng rồi, bạn học chung lớp. Con thấy người ta tội nghiệp con tặng người ta. Giờ mẹ cho tiền con mua hộp bút mới. Muốn mua hộp bút mới đúng không? Đúng rồi. Lại đây mẹ biểu. Mẹ biểu cái gì cho tiền hả? Nói nghe nè, bây giờ lỡ cho bạn rồi, mẹ có cái khác cho xài, không có cần phải mua. Đúng tiền đúng bạc nhà mình. Tự nhiên, đây nè, lấy cái này đựng bút đi. Mấy cái hộp sữa đó. Cái này người ta gọi là lon sữa bò. Ừ. Lon sữa bò dùng xong là phải dục. Ai dạy con dùng lon sữa bò xong dục? Dục quăng người khác chứ ai. Nói chung là mẹ không mua, không xài thì thôi. Thôi xài. Em cũng bớt bớt đi, lúc nào cũng nạt con la con rồi riết rồi nó sợ. Nhưng nó anh bớt mập đi rồi em bớt. Thôi. Này, làm một cái đi rồi ra nói chuyện đây. Đây, đây. Cái gì? Sữa của con tự nhiên đưa uống. Bây giờ anh có một chuyện muốn bàn với vợ đây, nghiêm túc. Hãng xe Lusubu nó mới ra cái xe mới. Rồi sao liên quan gì cuộc đời em? Mua cho anh cả. Rồi anh nghĩ sao vậy trời đất ơi, anh nghĩ sao vậy hả? Thì hả? Thôi cho anh. Em mới vừa nói xong với thằng Tiến xong rồi tới anh nữa. Thôi. Trời ơi, nghĩ sao vậy, nhà mình đâu có khá giả đâu. Tự nhiên muốn đổi xe là đổi xe, trong khi nhà mình có một chiếc xe là đủ rồi, hiểu không? Hàng giới hạn bây giờ mà có nó oách lắm kìa. Hàng giới hạn hả? Ừ. Vậy là bây giờ nó đi quá giới hạn rồi, không còn hàng đâu. Thế... Thôi thôi, được rồi, rồi rồi. Một chiếc xe chưa đã, ha ha ha. Bây giờ ha, mua xe đi ngoài đường hả, chạy rồ ga rồi giật le với gái. Không, không, không có giật le ai đâu. Tóm lại là anh thích xe mô tô đó giờ vợ biết rồi có gì. Không, không có mua gì hết, tóm lại không mua. Đi học, nhanh lên. Không muốn thì thôi. Nè, không. Không mua, không mua tao tự mua. Tiền đâu mua? Tiền đâu hỏi làm gì. Tao có là được rồi. Này. Trăng 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 trăng. Ôi, bà có, con cũng có. Có luôn đó hả? Chàng 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 chàng. Từ bây giờ, ba con mình độc lập tài chính, độc lập tự do hạnh phúc muôn năm. Yeah. Nhưng mà như đây của ba đủ mua xe chứ? Thì bây giờ phải cố gắng thêm, hay mày cho ba mượn trước đi. Không, bây giờ mấy à, mình để dành thêm một tháng nữa. Một tháng à? Ừ, một tháng nữa là ba đủ rồi. Thế lại để lại vào chỗ cũ. Con thì không có gì xảy ra. Alo, alo. Alo, alo. Anh hả? Anh đây. Trời ơi, anh về gấp đi, nhà có chuyện gấp rồi. Sao đấy em, anh đang đưa con đi bơi. Về gấp nhà đi, nhà giờ có ăn trộm rồi, ăn trộm ở nhà rồi anh ơi. Ôi trời, Tiến ơi, trộm kìa, trộm kìa. Trộm, trộm. Mẹ, 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 alo, alo. Alo. Mẹ nghe. Mẹ kiểm tra con cái chậu cây ấy. Không, không, vợ, không, kiểm tra chậu cây, vợ. Ra kiểm tra cái tivi. Cái tivi hả? Ừ, ra kiểm tra tivi nhanh lên. Rồi, 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 để em kiểm tra. Chết rồi. Chết rồi mình ơi. Chết rồi, mất cái tivi rồi mình ơi. Chết rồi, mất tivi. Mất cái tivi rồi. Trời ơi, cái cục dây cáp nó còn lấy nữa mà. Thôi, 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 anh về ngay, anh với con về ngay. Về rồi mẹ ơi. Mẹ, mẹ, mẹ. Hai cho con đi như một cơn gió vậy. Ăn trộm đó mẹ. Đâu, 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 tivi đâu. Tao bảo mất tivi rồi. Ai cho con đang nói gì vậy? Thì nãy em vừa nói mất trộm, mất tivi mà. Ai nói? Em gọi điện cho anh với con đang bơi, con đang bơi. À, chắc là hồi nãy có một sự hiểu lầm gì á. Chắc em do bị một cái dư chấn tâm lý á. Cái xong em bị rối loạn tiền đình cái tuyến hành quản á. Xong em nói nhầm á chứ không có. Trên tivi cái gì con? Chết tiệt, chết tiệt. Thằng này nó mới đi bơi về tâm lý nó bất ổn. Nó sợ không có tivi coi hoạt hình nên nó linh tinh. Hả, sợ là sợ mất cái tivi đúng không? Không có mất cái tivi nha con, không có mất cái tivi nha. Còn iPad mà, còn iPad nha con. Thôi, ngồi đi chơi nha. Mày vô mày dọn cơm cho ăn. Dễ thương quá. Rồi quỷ đen mình đâu? Mất luôn rồi. Giờ tiền đâu mà con mua hộp bút tặng cho Thảo? Trời ơi, hộp bút của mày đáng bao nhiêu? Bà mất cả cái mô tô kia kìa. Này,
Làm gì có trộm nào, làm gì có cướp nào. Mẹ mày bày ra cái vở kịch này để cướp tiền của ba con mình ấy. Bây giờ mẹ bày ra trò cướp tiền của ba con mình. Vậy ba con mình bày trò lại giật tiền của mẹ. Người ta gọi là gãy ông đập lưng ông. Gì vậy trời ơi, đừng có coi phim nữa, kêu đừng có coi. Anh bộ công ty chuẩn bị tổ chức văn nghệ sao vậy? Mà im miệng đi. Bây giờ mà có tiền không? Cướp tiền đó em. Cướp tiền đó em, tao giết chồng mày nào. Ủa cướp thiệt hả? Ăn cướp. À cướp. Tiền đâu? Tôi đâu có tiền. Đây này này chưa? Đây là kêu kêu quá, kêu quá. Cướp đúng không? Có thời gian không? Cướp đi. Đừng đừng đứng ở cạnh ông chú, chạy chạy qua hàng nhà cái bên cái. Qua nhà cái bên làm gì? Qua bển qua kêu công an dừng. Thôi thôi bình tĩnh đi, bây giờ nó còn một giải pháp. Tiền lương hàng tháng của chồng tôi là đưa tôi hết, nhưng mà bây giờ tôi chi tiêu trong nhà hết rồi, không mấy đợi được không? Bây giờ đầu tháng cuối tháng tôi chuyển khoản cho anh, không tôi số tài khoản. Tôi muốn ngay bây giờ, ra đừng giết ông này. Đừng có làm tổn thương người đàn ông yếu đuối của tôi. Từ từ đưa đây nè, có tiền nè, ném tiền vào đây. Bao nhiêu đây? 200. 200 à? Đủ rồi. Bây giờ còn cái xe của tao thì sao? Xe của mình kệ ba đi, còn đủ tiền của mua hộp cúng rồi. Ok. Bây giờ nhìn xem. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, đi vô đây, vô đây, cướp. Đứng vô đây mẹ biểu. Ăn cướp. Cướp không, mày cướp không, mày cướp không hả? Mày cướp không, mày cướp không? Hả, mày cướp không hả? Hả, hả, hả? Vô đây mẹ biểu, bước vô đây. Bước vô đây mẹ biểu. Con nghĩ sao vậy hả? Hả? Trời đất ơi, nuôi cho lớn, dạy cho khôn vô. Rồi hả? Không lừa. Lừa mẹ. Quỳ xuống cái bên luôn. Quỳ xuống cái bên luôn. Đang dạy con. Anh lớn vậy mà anh bày trò cho con hả? Hay cho con tấu hề nãy giờ anh lừa gạt em. Anh trò à? Chứ gì nữa? Nó dạy anh mà em nói anh bày trò à? Ê, con làm gì vậy ba? Ba thì có. Khoan tay lại. Hà nha, hai cha con nghe chưa? Thông đồng với nhau bài kế, muốn lấy lại quỷ đen đúng không? Quỳ xuống mẹ. Quỳ xuống. Tại sao mẹ dám lấy quỷ đen của chúng tôi? Mẹ lấy đó. Tôi lấy đó thì sao? Tôi là vợ mà, tôi là mẹ nhà này mà. Thì tôi là người phụ nữ chi tiêu, tôi nắm hết tài chính. Tôi lấy tôi cũng là lo cho hai cha con ông thôi. Nhưng mà lấy rồi thì tôi lấy gì mua xe, còn con là không có. Không có hộp bút tặng bạn Thảo. Cái con xài mấy cái hộp bút bằng hộp sữa bò á, nó rỉ sét á, nó xài cái nó phong đồ gánh, nó cụp về sao mà viết bài. Nói nghe nè, không phải là mẹ không cho tiền con mua, nhưng mà cái gì mà còn dùng được mình phải tiết kiệm. Bây giờ mẹ sẽ có cách cho con một cái lọ bút hoàn toàn mới, không bị rỉ sét luôn. Không bị rỉ sét. Biết bằng cái gì không? Bằng cái gì? Mấy cái lon sữa mẹ đưa cho con á. Tận dụng lon thiết để làm lọ cắm bút kiểu 1. Dụng cụ cần có: lon thiết, ri băng, sơn xịt và kéo. Cách làm: đầu tiên, ta vệ sinh sạch lon thiết và dùng giấy nhám để chà sát lên miệng lon để tránh làm trầy xước khi sử dụng. Tiếp đến, ta xịt sơn lên kính lon. Và cuối cùng là ta dùng những đoạn ri băng và đồ trang trí để trang trí lên bên ngoài của lon nữa là xong. Kiểu 2. Cần chuẩn bị: lon thiết, sơn xịt màu và hoa trang trí. Bắt tay vào làm thôi nào. Đầu tiên, ta cũng vệ sinh và xịt màu lên lon thiết như kiểu 1. Rồi dùng những bông hoa đã chuẩn bị trang trí bên ngoài. Vậy là xong kiểu 2 rồi. Vậy là trong tích tắc ta đã có ngay một chiếc lọ thật là xinh xắn. Bỏ ngay bút viết vào đi nào. Tùy theo sở thích và khả năng của mình, bạn có thể trang trí thành những chiếc lọ có hoa văn là những đường sọc đầy màu sắc hay là những bông hoa xinh xắn như thế này. Oh, it's so beautiful là. Chưa, con thấy không? Rất là hài hòa, rất là tinh tế và không hề cũ luôn nha. Này, gì? Lúc trẻ lúc nào cũng đạt được ước mơ của mình nhỉ? Trời ơi, sao? Tại vì chồng chỉ có mơ ước là có được một chiếc xe mô tô trong tay. Cũng là mơ ước nhỏ nhoi thôi, nhiều khi cảm thấy... Vợ không chỉ lo cho con đâu, vợ còn lo cho chồng xong luôn rồi.
xong vợ luôn. Đã âm thầm bí mật chuẩn bị cho chồng một chiếc xe xe mô tô của Lusubu trong tầm tay. Đợi vợ nhắm mắt lại đi, sẽ có một điều bất ngờ. Xe tay ra, xe tay ra nha. Đó, mở mắt ra cả nhà, mở mắt ra. Không dám mở mắt luôn ý, sợ kiểu như là bây giờ mở ra tự nhiên nó lại khóc ý. Rồi rồi, mở ra nè. Mở ra nó khóc ở đây thì đây. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Ôi trời. Đẹp không chồng? Thế sao từ đấy cái chìa khóa mô tô đâu? Chìa khóa gì thì nè, chồng nói nè, một chiếc xe mô tô trong tay, trong tầm tay nè. Rồi bây giờ mẹ vô mẹ làm tiếp mấy cái lon khác cho con nữa nha. Dạ. Còn mình đứng đó đó, nè, xe mô tô trong tầm tay rồi đó, bây giờ có rồi, vui đi chồng, hạnh phúc đi chồng, ngắm đi, rồi đi. Nó hỏi tới nơi luôn rồi, nhổ ngay hết tất cả mọi thứ luôn. Con nói trắng ra rồi thì mẹ không có kinh nghiệm nữa. Hết tập luôn.